chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Nguyễn Hải Dương chuyên ghép và test các bộ hát karaoke gia đình, phòng hát sự kiện. Đồng thời là một kênh chuyên cung cấp các thiết bị lẻ âm thanh trên mọi lẻo đường của Đài Quốc Việt Nam thân thương. Hôm nay là thứ bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018. Anh Nguyễn rất vui mừng được test vào combo bộ hát bao gồm có 7 thiết bị như sau. Thiết bị thứ nhất đó là một chiếc máy lân tiếng Idol View của Việt Nam rất nổi tiếng và quen thuộc. Thiết bị thứ hai đó là một chiếc vang Gregoti KM5X, dòng vang phải nói là cao cấp nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam về dòng vang cơ lai số. Thiết bị thứ ba đó là một chiếc Mixu U7/25 quá nổi tiếng trong ngành ca hát. Thiết bị thứ tư đó là chiếc lọc DBX2231 là anh Nguyễn gọi lọc gấu trong ngành âm thanh và rất phổ thông. Thiết bị thứ tư đó là cục đẩy có tên là DS2400 sử dụng 20 sò, cục đẩy bãi Mỹ đánh cực chất âm cực hay và thoát tiếng. Thiết bị thứ sáu đó là một cục đẩy cục trầm B3 súp mặt Bass 80, gân của nó là khâu chỉ đỏ từ rất lớn và dòng này là dòng cũng rất nổi tiếng, trầm B3, một thương hiệu của Đức, được nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc từ Trung Quốc hàng mới tinh. Và hôm nay anh Nguyễn ghép vào đôi loa DDK X6 có nguồn gốc xuất xứ từ Anh Quốc nhưng được sản xuất trên đất nước Trung Quốc. Nó sử dụng thùng lớn Bass 30 từ 19-75, chiếc kèn titan từ 14-44. Thì đôi loa DK này anh Nguyễn đã ghép rất nhiều rồi và khẳng định được vị trí của nó trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Thì đây là những thiết bị có thể nói đang hot và nổi tiếng trên thị trường Việt Nam, có rất nhiều các anh chị, các bạn và các em đang dùng, đánh giá chất lượng nó và giá chấp nhận, bởi vì phân khúc tiền không lớn nhưng thực sự đáng để chơi, đáng để dùng, đáng để hát. Thì bộ hát này anh Nguyễn combo cho anh Sơn có địa chỉ là Sóc Sơn, Hà Nội qua nghiên cứu. Bác ấy nhờ anh Nguyễn ghép vào bộ hát đầy đủ thiết bị nhưng với giá tiền hợp lý thì anh Nguyễn đã ghép xong ngày 7 tháng 7 năm 2018. Và phần rất quan trọng đó là test âm mà các bác ai cũng muốn nghe, ai cũng muốn hiểu và ai cũng muốn xem như nào. Thì các bác có thể cho anh Nguyễn mời đánh giá nghiêm túc, bình luận góp ý và cách comment cho anh Nguyễn để anh ngày càng phát triển, ngày càng khắc phục những điểm lỗi của mình. Thì bộ hát này anh Nguyễn lưu ý với các bác này, duy nhất chỉ có một cục đẩy bãi, còn toàn hàng mới tinh, nhập khẩu nguyên thùng nguyên hộp từ Trung Quốc và bản nhạc không lời, cái trầm rất hay luôn nhá. Quý vị là một bộ nghe nhạc và hát karaoke được phối hợp từ công ty Anh Nguyễn với bài thiết bị rất nổi tiếng và hiện đại trên đường Việt Nam. Nó rất thể hiện rất đều ở ba giải bát âm, trung âm và cao âm. Giờ em mở bản Bolero. Tí ngọ tôi. Tí mic. Tí ngọ tôi. Tí mic. Tí ngọ tôi. Tí mic. Thank you.
Thí ngộ của tôi, Zivic. Chờ cái phút. Hả? Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng trậu hoa mười giờ. Thôi một chút chân tôi đứng lặng im, lung linh vào mắt tóc mây hương nắng hạ, tôi cứ mãi mê nhìn nàng hẹn cùng bốn mắt nhìn nhau đặt cười đi ơn để hồn tôi chết đấy, ông đánh là không nhớ thằng Nguyên Jesse lên mi ơi mấy ai làm ăn kiểu đi mấy ai mày quay về bán rất thích việc. Bán không chuẩn hàng là chết đấy. Mình nói mình bán hàng chuẩn lắm. Nếu sợ. Đâu hay mà. Đấy mà. Bây giờ. Tôi không chịu rất tài kiểu chuyện nhạc nhé. Một ca khúc Zivic thôi nhá, để thể hiện sức mạnh nhiệt độ của đôi loa DKX6 Vân Dầu Lùa. Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng trậu hoa mười giờ. Đó rực rỡ thôi hồn trôn chân tôi đứng lặng im, lung linh vào mắt tóc mây thơm nắng hạ, tôi cứ mãi mê nhìn nàng hẹn cùng bốn mắt nhìn nhau đặt cười như mơ để hồn tôi ngẩn ngơ. Không hẹn không hò ngày nào tôi cũng đến, đưa mắt ngóng trên lầu cao mong gặp nàng tin hiền màu. Để rồi một hôm có bụi hoa mười giờ trên cao lao vun vào nâng niu hồn hoa ép trong trán xanh ngò, tôi đã biết yêu lần đầu mười giờ đã hiểu lòng tôi khóc đặt tên em tiếng gọi là của riêng tôi. Đêm đêm về căn gác nhỏ ôm tròn vào lòng mình nhung nhớ không thôi, yêu ai tao thức bao đêm dài thương tiếng thật nhiều hẹn với lòng người đến người. Bây giờ đó là phần karaoke bác nhất là cực quan trọng một là bộ hát. Một ca khúc Ngày Còn Em Với Tôi, Thành Trung viết ra sự thể hiện ca khúc này. Bác cùng nghe nhá, đây là DK X6 mà anh Nguyễn đắp rất nhiều rồi, cực chất luôn. Tiếng trống uy lực, màu vàng gôn, rất sang trọng cho một ngôi nhà. Tôn về cả phòng khách. Ngày còn em bên tôi, đời là xuân với vạn câu cười. Ngày còn em bên tôi, trăm niềm vui như thương hờn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày thời tiên yêu dấu lên ngôi. Tiếng đẹp lời em trên môi, ước vọng ngày mai xa xôi. Ngày còn em bên tôi là còn mơ với mộng trong đời. Ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước tôi về tôi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi, gió lòng chiều xuống chơi vơi, ước mong tìm phút mê đời. No.
lệ nhòa tiếng phân ly, khóc một lần lần cho mai mai xa nhau từ đây. Nghe ta rời đi đôi, để rồi em xa tôi, trời vào thu lá đổ ngập lòng. Để rồi em xa tôi, cho mùa đông tuyên răng ngập lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây trong phút giây thôi. Giữ nở lời tuổi cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Quá tuyệt vời, một ca khúc Ngày Còn Em Bên Tôi. Ca sĩ Thành Trung Nguyễn là một ca sĩ không chuyên, chuyên hát trên Facebook, đã chiếm ngưỡng rất nhiều cái trái tim của các cô gái có chồng, chưa chồng và đang yêu cũng như thất tình. Một giọng ca có chất khàn, có chất khổ và có nội dung, cũng như được thể hiện trên là bộ hát anh đã tinh chỉnh hết sức là công phu. Ngày em đến bên tôi lần cuối, mắt lệ nhòa tiếng phân ly, khóc một lần cho mai mai xa nhau từ đây. Thôi hết rồi mơ ước xưa, để rồi em xa tôi, trời bao thu lá đổ ngập lòng. Để rồi em xa tôi, cho mùa đông tuyên răng ngập lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây trong phút giây thôi. Giữ đời lời tuổi cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Giữ đời lời tuổi cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Xin cảm ơn à, hay tuyệt vời. Một ca khúc các bạn thấy truyền cảm không? Các bạn thấy hay thì hãy cho anh em Thành Trung Nguyễn những chiếc like và những lời bình luận. Cái gì mà chưa phải, ví dụ như về câu nói, về trang phục, về cách chuẩn bị, thì các bác cứ góp ý cho anh Nguyễn để ngày càng phát triển hơn. Anh Nguyễn là người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các bác trên mọi nẻo đường của Đất Việt Nam thân thương. Thì như vậy thì mới hoàn thiện được đây bộ hát và anh Nguyễn combo. À, cũng rất nhiều thiết bị. Cái này là không phải là anh Nguyễn muốn combo này, nhưng mà do anh Sơn anh yêu cầu. Nhưng mà thực sự là hay. Anh Nguyễn chỉ đánh giá cá nhân, không phải là anh Nguyễn bán hàng, anh Nguyễn bảo hay, nhưng mà nó cũng chất thật. Các bác nghe âm và nó xuất hiện như nào thì các bác sẽ nghe những ca khúc. Bởi vì là bộ hát mà hay thì nó đòi hỏi nhiều yếu tố. Thứ nhất là cách tinh chỉnh, thứ hai là người hát phải hay. Thì đây là chiếc băng cơ mà rất quen thuộc, mà bây giờ là anh Nguyễn sẽ lao rất nhiều băng cơ để đưa ra những mức giá mà nó hợp lý, bởi vì vang số nó vẫn đắt hơn băng cơ nhiều các bạn ạ, mà dễ chỉnh dễ hát. Thì các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn, ủng hộ anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 110. Anh Nguyễn cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn và các em. Hiện tại bây giờ là anh Nguyễn là một kênh mà hàng đầu về karaoke theo sự đăng ký cũng như là xếp loại của YouTube về vấn đề karaoke. Thì có điều đó là anh Nguyễn cảm ơn cả các bác đã dành tình cảm cho anh Nguyễn. Tất nhiên là có những cái chưa được nhưng các bác vẫn dành anh Nguyễn. Anh Nguyễn xin cảm ơn các bác và chúc các bác một ngày thứ bảy thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, bên người thân.